Hi, xin chào các bạn. Ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc lập for. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết cách sử dụng vòng lập while trong C#. Để đọc hiểu bài này tốt nhất thì các bạn nên có kiến thức cơ bản, nhập xuất, cấu trúc cơ bản, biến, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều kiện if, if else, rồi cấu trúc cơ bản của một vòng lập. Rồi nên đọc qua bài cấu trúc cơ bản của một vòng lập for trong C#. Rồi, trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề cấu trúc của một vòng lặp while trong C#, các ví dụ sử dụng while trong C#. Rồi, cấu trúc ha, mình đã mở sẵn Visual lên. Đây, cấu trúc của một vòng lặp while nó như thế này. Mình gõ chữ while, đáp tác, nó bay ra liền. Rồi, nó như thế này. Từ khóa while, cái hoặc tròn ở đây, ở trong đây sẽ là khối lệnh lặp lại. Các bạn đọc qua bài for rồi các bạn sẽ thấy rất là dễ hiểu. Được chưa? Các bạn nên đọc ở đó trước, cho nên đừng hỏi tại sao mà khó hiểu. Rồi, ở đây sẽ là điều kiện lập. Điều kiện lập nghĩa là sao? Tức là khi nào mà nó thỏa mãn cái điều kiện trong đây nè, thì nó sẽ thực hiện khối lệnh trong đây. Các bạn cứ tưởng tượng đây giống như một câu if vậy đó. Nhưng mà câu if này sẽ lặp đi lặp lại tới khi nào cái điều kiện trong đây không còn thỏa mãn nữa, nó mới ra khỏi cái vòng if. Được không? Tương tự giống như vậy đi, như bây giờ cái này là một vòng lặp, cho nên nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó có cái điều kiện để mà lặp. Chưa? Nó sẽ có điều kiện để mà lặp. Ý là như vậy. Rồi. Vậy thì điều kiện lặp này là cái gì? Nó giống như bên điều kiện lặp của thằng for vậy đó. Giống y chang điều kiện lặp bên for luôn. Nó là một biểu thức logic bắt buộc phải có với kết quả trả về là true hoặc là false. Chưa? Từ khóa while này biểu thị đây là một vòng lặp while. Các câu lệnh trong khối lệnh sẽ được lặp lại đến khi thỏa mãn điều kiện dừng. Đến khi thỏa mãn điều kiện lặp chứ, sẽ kết thúc vòng lặp while. Tiến trình như thế nào? Đầu tiên trình biên dịch nó sẽ đi vào vòng while này. Thấy không? Nó sẽ kiểm tra điều kiện lặp này. Kiểm tra điều kiện lặp này có thỏa mãn hay không. Nếu kết quả là true thì sẽ đi vào bên trong thực hiện khối lệnh có. Rồi, khi gặp ký tự này nè, nó sẽ quay lên đây lại. Nó kiểm tra điều kiện lặp. Rồi, kiểm tra. Nó sẽ dừng tới khi nào cái điều kiện này trở thành false. Điều kiện lặp luôn bằng true thì vòng lặp while sẽ trở thành vòng lặp vô tận. Điều kiện lặp luôn bằng false thì cái vòng lặp sẽ không được thực thi. Chưa? Rồi, và chỗ này các bạn phải ghi vô hoặc true hoặc false hoặc là một biểu thức gì đó. Có thể là true. Có thể là true, có thể là false, có thể là một biểu thức gì đó, một nhỏ hơn hai, vậy như vậy, biểu thức logic, chưa? Đó là cấu trúc của vòng lặp while. Mình sẽ đi vào các ví dụ sử dụng while nha. Mình sẽ copy code cho nó nha. Đây, copy code, copy. Ở đây. Ok. Ở đây như thế này. Bây giờ chúng ta cùng thử một ví dụ đầy đủ về các phần của vòng lặp while. Đó là in ra một ma trận số. Được không? Rồi, sẽ như thế này. Ở đây là mình có nào là count loop time nè, value number nè, loop time nè. Rồi tiếp tục là có một vòng lặp là while, điều kiện dừng nè. Rồi tiếp tục nè, count không rồi tiếp tục điều kiện dừng, điều kiện lặp của nó nè. Rồi cứ mỗi lần lặp như vậy, mỗi lần một cái vòng lặp while bên ngoài thế này, mình lại tăng lên một lần. Mình lại tăng cái count loop time lên một đơn vị. Rồi trong đây cái count loop mình đã tăng một đơn vị cứ mỗi lần như thế này. Các bạn đọc qua bài for rồi các bạn nhìn bài này sẽ rất là dễ ha. Mình có comment rất là rõ, các bạn nhìn và các bạn sẽ hiểu. Rồi, vẽ từ chơi xuống loop time lần là bao nhiêu lần loop time này. Reset là biến đếm, count loop và không để viết lại từ đầu. Mỗi lần như thế này mình sẽ count loop lại. Chưa, count loop. Vẽ từ trái qua value một lần, in ra giá trị count loop trong 8 vị trí, bla bla bla, tăng lên. Rồi, mình chạy thử xem ra cái gì ha. Chú, các bạn thấy không? Mình in ra một ma trận số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Rồi lại xuống dòng, rồi lại 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Thì code nó sẽ chạy như thế này. Ban đầu cái này chỉ là biến khởi tạo đâu thôi ha. Nó vô đây cao lúc của mình hiện tại. Mình sẽ debug luôn cho các bạn dễ coi ha. Debug một lần các bạn dễ coi hơn. Rồi chạy nào. Rồi vô đây. Rồi mình sẽ watch. Mình sẽ bật watch lên ha. Rồi cao lúc time là bằng bao nhiêu. Rồi lúc time là bằng bao nhiêu. Đó. Rồi các bạn thấy nè. Thì cái điều kiện count loop time này là bằng true. Đúng chưa? Count loop time này bằng true.
debug nó thì bạn nhấn F9 nha, bạn nhấn F9 F10 từng dòng chưa, F9 để đặt breakpoint, F10 bạn sẽ debug từng dòng. Rồi ở đây count loop time là bằng 0, loop time bằng 5, thì thành ra là count loop time nó lúc nào mà chạy nhỏ hơn loop time đúng không, thì ok nó đi vào bên trong F10. Rồi tiếp tục mình sẽ thử count loop này giá trị là bao nhiêu. Rồi count loop là bằng 0 đúng không, F10. Rồi tiếp cái value num là bao nhiêu, value num là bằng 10, thì thành ra count loop nhỏ hơn value num là bằng true. Lỡ tay mình nhấn mất. Lại nha. Rồi, không? Tiếp là xuống. Rồi, có phải là cao lúc này nhỏ hơn value num là bằng true đúng không? Đó, vậy tức là hai vòng lặp này là chung. Nên nó chạy được bên trong. Tiếp nè, nó xuống đây nó sẽ in giá trị của cao lúc. Nó sẽ in giá trị của cao lúc trong vòng 8 vị trí. Bạn xem lại bài, nhập xuất cơ bản bạn sẽ ra được phần này. Được chưa? Thì cao lúc coi trong đây cao lúc là bao nhiêu? Cao lúc đây. Cái quả là bằng 0 đúng không? Thì nó sẽ xuất ra 0 ra màn hình. Đó, 0. Nó xuất 0 ra màn hình. Sau đó nó tăng cao lúc lên một đơn vị. Đây. Nó tăng một đơn vị bạn thấy không? Tăng lên một đơn vị rồi nè. Rồi sau đó nó quay lên. Đó, nó quay lên kiểm tra lại. Nó kiểm tra thằng này vẫn còn đang là chung. Tức là vẫn đúng mà, tiếp tục. Nó làm như vậy, viết số 1 ra, viết số 2, tăng số 2 lên. À 2 vẫn nhỏ hơn 10. Tiếp tục. Cho tới khi mình cứ bấm F10 ha. Cho tới khi nè, 8 rồi nha. 9 vẫn thỏa mãn, vẫn viết ra nha. Thêm một lần, cao lúc lên 10 nè. Cái này điều kiện bằng fail đúng không? Nó nhảy lên đây đi kiểm tra. Nó kiểm tra thấy rằng fails, cho nên nó không nhảy vô nữa, nó đi ra ngoài. Nó không nhảy vô nữa đi ra ngoài, phải không? Sau đó nó viết xuống dòng. Thì qua bên đây nó ra cái gì rồi? Đó, nó viết được hàng đầu tiên. Nó viết được cái hàng đầu tiên 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chưa? Đã viết được hàng đầu tiên. Sau đó tiếp tục nè. Bây giờ cao lúc time nó tăng lên nè. Đó, cao lúc time nó tăng lên một đơn vị. Xong bài này. Nó ra vòng lặp lớn bên ngoài. Rồi, vòng lặp lớn bên ngoài lại tiếp tục. Rồi lại reset về 0. Đây reset lại về 0. Tức là vòng lặp này lại chạy 10 lần như vậy. Vòng lặp này lại chạy 10 lần như vậy, đúng không? Mình F5 trở bay qua luôn. Rồi, nó ra lần thứ 2 ha. Lần thứ 3, lần thứ 4. Được chưa? Rồi, lần thứ 5 nè. Lần thứ 5. Thấy thằng này làm fail. Mình F10 một cái đưa ra ngoài. Được chưa? F10 cái nữa. Xong. Kết quả cuối cùng của màn hình nó ra như thế này. Rõ ràng đúng không? Các bạn thử debug như mình các bạn sẽ thấy ngay. Cực kỳ dễ hiểu luôn. Đó là ứng dụng của vòng lặp. Thì rõ ràng là khi nào thỏa mãn điều kiện ở trong đây nè, cái này là bằng true nè, nó mới thực hiện những thứ bên trong dòng code. Còn không nó sẽ bay ra ngoài. Đơn giản vậy thôi. Chưa? Đơn giản vậy thôi. Đó, đây là một ví dụ in ra một cái ma trận số, cực kỳ ghê gớm luôn ha. Hoặc là mình có thể làm một cái ví dụ đơn giản hơn cho các bạn dễ nhìn hơn, dễ hình dung hơn. Ở đây. In count bằng 0. Chưa? In count bằng 0. Rồi, tiếp tục. While khi mà count nhỏ hơn 10 thì mình làm cái chuyện console.write-line. Mình sẽ xuất ra màn hình ha. Xuất ra màn hình cái gì? Xuất ra màn hình giá trị của cao. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Chạy thử nè. Không. Vòng lặp vô tận. Bởi vì cái cao của mình luôn luôn bằng 0. Để sửa nó lại một xíu mình sẽ tăng lên. Cao cộng cộng. Chưa? Viết ra màn hình nè. Đó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chưa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi. Vòng lặp nó đơn giản như vậy thôi. Đâu, đó là ví dụ thứ nhất. Mình sẽ đi qua ví dụ thứ hai ha. Ví dụ thứ hai nó ghê gớm hơn. Nếu bạn xem qua bài for thì bạn sẽ thấy là mình có thể xuất ra hình chữ nhật. Mình có thể xuất ra hình chữ nhật theo cái cấu trúc của for. Thì bây giờ cũng cái bài đó mình dùng cấu trúc while thì sao? Cũng bài đó mình dùng cấu trúc while thì sao? Thêm một cái nữa, ở cái phần mà in ra ma trận số với giá trị ngẫu nhiên á, các bạn hoàn toàn có thể in ra giá trị ngẫu nhiên bằng lớp random. Được, mình sẽ quay lại cái ví dụ ha. Phải này không ta? Đây nè, chính là đó. Vẫn là ví dụ hồi nãy, nhưng mình thêm hai biến nữa là random min value và max random value. Là giá trị random nhỏ nhất là 0 và giá trị random lớn nhất sẽ là 99, tức là 100-1. Mình sẽ sử dụng cấu trúc là random này nè. Chưa? Sử dụng cấu trúc này. Random đi random, tạm thời các bạn cứ sử dụng lại thằng này thôi. Chưa? Rồi cũng là những vòng như thế này, vòng như thế này, vòng như thế này. Nhưng thay vì mình show cái giá trị là count ra, thì mình show một cái giá trị mình sinh ngẫu nhiên ra ở đây. Đây là một cái vòng code mình sinh ngẫu nhiên ra dựa theo cái min value và max value. Chưa? Khi chạy code này các bạn xem nè, mình sẽ có một ma trận số ngẫu nhiên. Đó, kết hợp thêm cái random vào, các bạn sẽ có được một ma trận số ngẫu nhiên. Ghê gớm không? Rồi,
Nếu như vậy, chỗ này mình sửa lại một xíu à, chỗ này value number của mình thấy không, loop time của mình để 500 lần thì sao các bạn coi nè. Ghê chưa, nhìn giống như phim ma trận không? Rồi, vậy mình thêm ở đây, chỗ này sẽ lên thành 15, chỗ này sẽ 5.000 lần, coi ra gì à, nhìn kinh khủng không? Trong nó có vẻ nguy hiểm và huyền bí đúng không? Các bạn muốn có thể làm cho nó hỗn tạp lên cũng được, các bạn đổi màu sắc nó đủ thứ các kiểu cũng được. Chưa, cái màn hình ma trận này rất là dễ làm. Đó là một ứng dụng rất là thú vị, các bạn thử làm xem sao. Rồi, nó sẽ chạy 5.000 lần, tí nào xong thì dừng. Ok, đơn giản ha, cực kỳ đơn giản. Rồi, đó là ma trận số ha. Thì cái giá trị này sẽ sinh ngẫu nhiên trong khoảng min value nè, tới max value trừ 1. Đây là cái cấu trúc của nó rồi, các bạn chỉ lấy ra xài lại thôi. Được không? Các bạn dùng rồi các bạn tạo ra một biến random ở bên ngoài vòng lặp nha, nó mới sinh ra ngẫu nhiên. Rồi, các bạn dùng hàm nest à, kết quả trả về của cái hàm này nó sẽ là một kiểu in à, kiểu này đây. Các bạn lấy cái show value nó tính toán ra cho bạn, bạn dùng ở đây là xong. Đơn giản ha. Rồi, chúng ta cũng có thể vẽ một hình chữ nhật. Chúng ta cũng có thể vẽ một hình chữ nhật vuông rộng m, n với vòng lặp y, giống như bài for. Thì bài trước là mình dùng for đúng không? Bài này mình sẽ dùng cấu trúc y để mình làm. Bài này mình dùng cấu trúc y để mình làm ha. Rồi, nó sẽ tương tự như bài trước thôi. Nè, nào là à, mình sẽ có hai vòng lặp lồng vào nhau, điều kiện dừng như thế này. Nhưng bởi vì thằng y này nó không có sẵn những cái thứ gọn gàng như thằng for, nào là khởi tạo, nào là bước lặp. Cho nên thành ra mình phải khởi tạo biến ở ngay trên đây à, khởi tạo biến đếm ngay trên đây. Và cái bước lặp của nó mình sẽ phải tính, cứ mỗi là xong một vòng lặp á, mình phải cộng cộng ở đây. Nó khác biệt như vậy thôi à, cộng cộng ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể xem cái bài code mẫu các bạn chạy thử à, các bạn ngồi đi bắt thử đi. Đó, là ra được liền. Vậy đúng không? Ngồi đi bắt thử các bạn sẽ thấy ra liền. Hãy xem code mẫu nha, xem code mẫu nha. Rồi, tiếp nè. Rồi, giả sử chỗ này mình sửa lại một xíu. Chỗ này sẽ là ký tự gì thú vị ha. Ở bên ngoài cho xí xáp đi, ở bên trong sẽ là ký tự chấm nào mà chấm nằm giữa nha à, chú gạch ngang nha đi. Rồi xem chạy ra cái gì à, đó rồi ha. Tiếp mình có thể làm cho nó có thêm màu vô, màu sắc thì các bạn có thể xem lại ở bài for, các bạn có thể xem lại ở bài for để các bạn chỉnh sửa màu sắc cho bạn. Các bạn có thể thay đổi kích thước của nó, giả sử đây không còn là 20 nữa là 10, ở đây sẽ là 20, vậy như vậy thì ra cái gì à, nó ra như vậy, to nhỏ tùy các bạn chưa. Rồi các bạn hãy tự mình làm thử, sử dụng thuật toán của các bạn thử coi xem nó ra như thế nào, được không? Mình đang mong chờ xem sản phẩm từ các bạn, sản phẩm từ các bạn nó vẫn giá trị hơn sản phẩm của mình. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm, để các bạn hiểu thêm thôi. Còn cái thực sự chủ yếu là phải làm sao các bạn tạo ra sản phẩm. Rồi, các bạn hãy thử thay đổi màu sắc hoặc là hình vẽ chữ nhật ở bất cứ đâu trên màn hình console nhé. Rồi, thử vẽ hình chữ nhật đặc hay là hình tam giác hay là hình tròn cũng là một thử thách thú vị nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Qua bài này chúng ta đã nắm được cách sử dụng vòng lặp y, một cấu trúc rất là mạnh mẽ và tần suất sử dụng cũng cực kỳ nhiều, không thua gì vào for. Rồi, những đặc điểm của vòng lặp y cũng như điều cần lưu ý. Bài sau chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cách sử dụng cấu trúc do while. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không hề khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.